Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Lý Thấm bị bắt gặp vào khách sạn cùng Đặng Luân, yêu đương quá kín Lý Thấm tiếp tục bị nghi có quan hệ tình cảm với Đặng Luân sau khi tin đồn hẹn hò tiêu chiến Blogger Trương Tiểu Hàn hẳn không phải là cái tên quá xa lạ đây là người chuyên bóc các cặp đôi có quan hệ tình cảm trong si bít. Mới đây, blogger họ trường tiếp tục đăng bài viết ẩn ý, có một cặp khác đang ở đạo Tam Á. Theo tiết lộ, cặp đôi này có chữ viết tắt là DL và LQ, hoàn toàn trùng khớp với cái tên Đặng Luân và Lý Thấm. Một cư dân mạng khác còn để lại bình luận khẳng định, thấy hai ngôi sao vào chung một khách sạn, song vì quá nhân nên không thể chụp được ảnh bằng chứng. Năm 2020, một số cư dân mạng phát hiện ra Đặng Luân và Lý Thấm đeo nhận đôi khi tham gia chương trình tạp kỵ. Cũng trong khoảng thời gian này, cánh Paparazzi ghi lại được hình ảnh Đặng Luân đi dạo trên phố với một cô gái được cho là dòng ly thấm. Cả hai từng hợp tác trong chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, phía hai ngôi sao đều chưa một lần lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm. Đặng Luân từng công khai hẹn hò với Kim Thần, hai người đã chia tay một thời gian dài. Về phía Ly Thấm, cô thường vướng tin đồn yêu đương với nhiều mỹ nam nổi tiếng như Dương Dương, Tiêu Chiến. Cụ thể trong thời điểm phim Tân Hồng Lâu Mộng lên sóng, cặp đôi Lý Thấm Dương Dương thường xuyên dính phải tin đồn tình cảm. Vì làm việc cùng nhau trong thời gian dài, cả hai lại ở độ tuổi 19 đôi 20 nên chuyện nảy sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện thân thiết bên nhau, thậm chí nhiều nguồn tin còn khẳng định họ từng chính thức hẹn hò năm 2009. Tuy nhiên cả Dương Dương và Lý Thấm đều chưa một lần công khai tình cảm trước những nghi vấn của công chúng. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, trong buổi livestream giao lưu cùng khán giả nhân ngày sinh nhật, khi nhận được câu hỏi của người hâm mộ về tin đồn tình ái đang lan truyền, người đẹp 30 tuổi cho biết, chúng ta phải thật bình tĩnh xử lý, lần sau lên hot phải là một tin tức tốt hơn. Hy vọng mong ước của tôi thành hiện thực. Động thái của nữ diễn viên được cho là phủ nhận thông tin hẹn hò với sao nam, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài dương dương, Lý Thấm cùng từng vướng tin đồn hẹn hò tiêu chiến. Theo đó, Lý Thấm và Tiêu Chiến từng có nhiều dự án hợp tác với nhau. Không chỉ trên phim mà ở ngoài đời, cả hai có vô số khoảnh khắc thân thiết. Tiêu Chiến không ngại ngần ôm bản diện, đồng thời dành ánh mắt tình cảm cho mỹ nhân như ý chuyện. Năm 2018, từng có một netizen tung ảnh đi chơi trượt tuyết, vô tình để lộ Lý Thấm và Tiêu Chiến cùng tới đây du lịch. Tuy nhiên, lúc đó đại diện của Tiêu Chiến trả lời lấp lượng rằng họ chưa từng thấy bức ảnh gây tranh cãi, cũng như chưa từng nghe qua việc Tiêu Chiến đang yêu. Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, một fanpage của Tiêu Chiến đã đứng ra phản hồi thông tin và cho hay thực tế bức ảnh được cho là Lý Thấm và Mỹ Nam Trần Tình Lệnh hẹn hò là có sự tham gia của nhiều nhân vật khác, không có chuyện cả hai lén lút đi chơi riêng như trên mạng xã hội đồn thổi. Những năm gần đây, Lý Thấm trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ hoa ngự, từ diễn viên sinh năm 1990 sở hữu vẹn ngoài sắc nước hương trời rất phù hợp với nhân vật Nhung Phi, Cô có gương mặt thanh thuần, nhẹ gây thiện cảm với khán giả và ngoại hình mạnh mẽ rất phù hợp với hình ảnh những mỹ nhân xưa. Vì điều này, Lý Thấm được nhận nhiều vai diện của Trang trên màn ảnh. Vai diện đầu tay của cô nàng là Tiết Bạo Thoa trong Tân Hồng Lâu Mộng, đóng cùng Dương Dương. Vai diện này đã mang về cho Lý Thấm giải thưởng diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao dạy Nam Phương. Sau vai Tiết Bạo Thoa, Lý Thấm liên tục nhận được lời mời xuất hiện trong các bộ phim như Thần Ký Hiệp Lự, Thần Thâu Gặp Nạn, Thiên Kim Trở Về, Sợ Kiều Chuyện, Hải Thượng Phồn Hoa, Bạch Lộc Nguyên. Đặc biệt với các phim như Thiên Kim Trở Về, Sợ Kiều Chuyện và Hải Thượng Phồn Hoa đã giúp tên tuổi của Lý Thấm vượt khỏi mát sao mới nổi, giúp cô có chỗ đứng trong ngành giải trí. Cô được nhận xét có khả năng diễn xuất tốt, biết cách thể hiện nội tâm nhân vật chứ không chỉ có vẻ bề ngoài. Mặc dù có khá nhiều lời tin đồn xung quanh mối quan hệ tình cảm của nữ diễn viên, nhưng Lý Thấm vẫn cố gắng tiếp tục tham gia đóng phim với tinh thần chăm chỉ, cố gắng bồi dưỡng thêm diễn xuất hơn là việc tung ra những chiêu trò thị phi, những scandal thu hút sự nổi tiếng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.